Lúc yêu đương ngọt ngào khỏi nói, nhưng đường ai nấy đi rồi thì chưa chắc. Nam em tố Bùi Hữu Cường chia tay đòi 1 tỷ, dân tình chỉ cười, buông nhau làm chi cho người khác khổ. Xoài non, Simsis có tình mới nhanh như cơn gió. Kỳ duyên, Minh Triệu chúng mình bơ nhau. Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn gặp đâu nấy đấy nhưng vẫn chọn tình chọn nghĩa khi cần. Khi yêu nhau thì đương nhiên mọi thứ đều ngọt ngào, mọi chuyện đều rất êm đẹp và hoàn hảo rồi. Nhưng một khi chuyện tình không đi đến kết thúc viên mãn thì mọi chuyện có thể sẽ thay đổi ngay tức thì và nhanh chóng mặt. Thời gian qua, nam em và bạn trai Bùi Hữu Cường sinh sống ở Đà Lạt sau loạt ồn ào dậy sóng. Thi thoảng dân tình vẫn được người đẹp phát đường bằng cách khen bạn trai tốt đẹp đủ thứ. Thế nhưng bỗng dưng giờ người đẹp lại tuyên bố cả hai đã đường ai nấy đi. Đáng nói hơn là nam em còn tung thêm ảnh chụp màn hình tin nhắn trao đổi của cả hai để thấy bạn trai cũ đòi lại 1 tỷ đồng hậu chia tay. Không những vậy, nam em còn ẩn ý cho hay mình lại bị bạn trai cũ kiểm soát tài khoản mạng xã hội. Drama của cặp đôi này trải dài suốt từ đầu năm không ngừng có những bước ngoặt, và khi ai cũng quên họ đi rồi thì bỗng dưng lại nhận tin này. Và phản ứng của cư dân mạng thì muôn hình muôn vẻ, nhưng chủ yếu là buồn cười và khịa rằng sao cả hai lại buông tay nhau ra cho người khác khổ. Nam em lại tiếp tục trải qua một mối tình sai lầm nữa trong đời, nhưng lần này cô đã không còn được bênh. Xoài non và Simsis gây sốt với cuộc hôn nhân yêu là cưới, rồi cũng gây choáng khi ly hôn đầy bí ẩn sau 4 năm về chung một nhà. Trong khi dân tình đồn đoán đủ mọi lý do thì Xoài non bày tỏ vẫn trò chuyện với chồng cũ và yêu quý mẹ chồng như mẹ ruột. Đương nhiên hai người còn quá trẻ nên chắc chắn sẽ đi bước nữa thôi, nhưng chẳng ai ngờ lại nhanh như vậy. Chỉ sau khoảng 1 tháng kết thúc hôn nhân, Xoài non đã tíu tít vui vẻ phát đường cùng Gil Lê, còn bị bắt gặp hẹn hò tình cảm. Và cũng chỉ thêm gần 1 tháng nữa tới lượt Simsis bị chụp ảnh xuất hiện cùng một cô gái xinh đẹp khác. Có thể thấy cặp đôi này bước qua cú sốc tan vỡ nhanh đến chóng mặt. Đáng nói là chuyện cả hai có người mới nhanh cũng không khiến họ gặp sóng gió lắm, đặc biệt là đàn gái. Kỳ duyên và Minh Triệu đã ở bên nhau 5 năm rất hạnh phúc, tuy chẳng có một lời xác nhận nào nhưng ai cũng biết tình cảm cả hai dành cho nhau lớn đến đâu. Thế nhưng tới tháng 2 năm nay thì fan lại đón tin buồn khi duyên Triệu tan đàn xẻ nghé không thể cứu vãn. Khác với những lần dính tin đồn trước sẽ được đính chính ngay, lần này cặp đôi im lìm không hề phản hồi gì cả, nhưng lại dùng hành động lặng lẽ xác minh họ đã chia tay. Trước đây, Minh Triệu Kỳ Duyên có câu nói chúng mình có nhau là biểu tượng thì tới giờ họ lại bơ nhau mọi lúc mọi nơi, có đi chung sự kiện, cách walk chung show diễn cũng mỗi người một đường, không tương tác, không tiếp xúc. Dù sao thì đây cũng là cặp đôi chia tay văn minh đáng khen ngợi. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn gắn bó với nhau 13 năm thế nên khi chia tay dân mạng đã thực sự choáng. Nguyên nhân được đưa ra là vì không còn hợp nhau, tuy vậy người trong cuộc cho hay vẫn giữ liên lạc và làm bạn bè. Thế nhưng hình ảnh mà dân tình thấy lại hơi khác lời nói, cả hai cứ chạm mặt nhau ở đâu là né ở đó, gần như là cố tình không đi về hướng đối phương. Dù vậy khi ba Cát Phượng qua đời, Kiều Minh Tuấn vẫn gửi vòng hoa tới chia buồn, đã vậy còn để em gái tới trực tiếp chia sẻ tin dữ với người yêu cũ. Đây được xem là một nghĩa cử cao đẹp chứng minh cả hai thực sự chia tay văn minh. Mới đây cả Cát Phượng lẫn Kiều Minh Tuấn đều đi dự đám cưới anh Đức nhưng cô Cát lại ra về rất sớm, dân tình lại bán tín bán nghi tình cũ cố tình né nhau. Lần này Cát Phượng thẳng thắn cho biết hoàn toàn không có chuyện đó, họ thực sự không có vấn đề, cư dân mạng cứ soi mới càng làm họ xa cách nhau thôi.